Tôi thì ở người Hòa Bình, là ở Minh Thành, Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình. Thì tôi là bị tai biến, thì hôm nay có chúng nó bán cho cái xe. Thì bây giờ cũng mong là mọi người là cái xe này nó an toàn hơn, vì nó khác với cái loại kia là nó có chế độ an toàn. Nên là tôi mới thích cái nó an toàn cho mình, bởi vì nó đã điện một tay rồi thì phải cử động, phải làm sao để nó giữ được an toàn. Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Xin chào mọi người và các bạn đang xem kênh chương trình xe điện ba bánh Minh Nhật. Và ngày hôm nay thì Minh Nhật đón tiếp một vị khách hàng bác trai ở trên Hòa Bình xuống. Và trong quá trình xem những cái mẫu xe điện thì bác đã chọn một chiếc Santong M6. Đây là phiên bản Pro năm 2023. Và cái phiên bản này thì có những cái ưu điểm như là ba chỗ ngồi này và hệ thống đèn LED siêu sáng. Và cái chiếc xe này thì có khả năng chống trôi, dốc và chống lật nha mọi người nhé. Và chiếc xe Santong M6 này thì có hệ khung gầm rất là chắc chắn này, và hệ thống đèn còi xi nhan của chiếc xe rất đầy đủ. Và cái tính tiện lợi của chiếc xe thì có phần cốp để đồ đằng sau này và cốp để đồ ở trước đó. Thì bên Minh Nhật sẽ gạt cho mọi người xem này. Khi cái cụm công tắc này đẩy thì rất là dễ dàng nhé. Đây, cốp này lật lên như này rất là tiện lợi luôn. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến và trò chuyện chủ nhân của chiếc xe nhé mọi người nhé. Chào bác. Vâng. Bác ơi, thì cháu muốn phỏng vấn bác một chút không ạ? Và bác có thể cho mọi người biết là bác bị tai biến lâu chưa? Tôi là bị tai biến hôm nay là 5 tháng rồi. Bị liệt một nửa người. Một mắt mới là một tay này mới là bộ phận. Bác có thể cho khách hàng biết là vì sao bác lại lựa chọn cái phương tiện xe điện ba bánh này không bác? Bởi vì là theo như tôi đã nhìn thấy với thực tế thì cái xe này là nó an toàn. Thứ nhất, ba bánh không bị lật. Thứ hai là bánh xe này thì nó to hơn cái loại bốn bánh của cái loại nhỏ. Nó cũng có cái loại nhỏ nhưng mà nó bốn bánh nhưng mà nó nhỏ. Phương tiện thì điện thì nó khỏe hơn, mà chở được cả cháu con đi ăn học đàng hoàng, nên không phải lo nghĩ gì. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Đó là những cái lời chia sẻ cũng như là cái tính hữu ích của xe điện ba bánh. Thì bác đã quyết định chọn chiếc Santong M6. Đây là một cái mẫu xe hiện cũng đang rất là bán chạy ở thị trường Việt Nam. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Xin chào.